Trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài RTV 21.12. Hôm nay chương trình Tôn giáo và đời sống chúng tôi trân trọng kính chào quý vị, và trong phòng tu có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Quyền Việt, Linh mục Trần Ngọc Hùng và Mục sư Nguyễn Hiền. Kính mời quý vị gửi lời chào đến quý thính giả của đài. Kính mời Hòa thượng. Dạ, tôi là Hòa thượng Thích Quyền Việt, cung kính và trân trọng chào toàn thể chư được vị khán thính giả của đài Apple TV. Kính chào cư sĩ điều hợp chương trình, kính chào mục sư, kính chào cha. Kính mời Linh mục. Kính thưa cư sĩ điều hợp chương trình hôm nay cùng với quý ngài Hòa thượng và mục sư, và kính chào quý khán giả đài Apple TV 21.12. Tôi là Mục Trần Hùng, hôm nay khấn hạnh tiếp chuyện với quý vị. Dạ, kính mời mục sư. Dạ, tôi là mục sư Nguyễn Hiền, xin kính chào quý vị khán thính giả. Và xin kính chào cư sĩ Nguyễn Dũng, người điều hợp chương trình hôm nay. Kính chào Hòa Thượng, kính chào Linh Mục. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý tôn giáo. Trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thường thì mỗi người trong cái cung cách đối xử với nhau thì người ta đặt cái vấn đề là không biết cái người đối diện với mình rồi trong cái sự quan hệ đó có thành thật hay không. Đa phần đó người ta nghĩ tới là có được sự chân thành là cái sự nó đẹp nhất ở trong cái cuộc sống. Thì chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn đặt cái vấn đề đến là thế nào là chân thành, trong cái ích lợi của sự chân thành, trong cái cung cách đối xử với nhau về mọi mặt, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái thăng tiến trong sự quan hệ và hài hòa đẹp đẽ lẫn nhau. Thì trong cái sự mà chân thành này thì chúng tôi thấy rằng có chân thành ở bên trong và bên ngoài, chân thành về thân và tâm, tâm hồn của chúng ta phải chân thành với chính mình, và chân thành bên ngoài đó là thân khẩu ý, để làm sao mang cái sự tốt đẹp cho tới những người xung quanh. Chân thành thì bên cái nhìn của chúng tôi là cái sự thương yêu. Trong sám giảng Đức Huỳnh Chí Hữu dạy rằng thương người như thể thương thân, và Đức Phật dạy là từ bi hỷ xả. Nếu chúng ta thương mọi người và chúng ta bằng cái tinh thần từ bi hỷ xả thì chúng ta đối đãi người giống như của mình, thì chúng ta bày tỏ được cái sự chân thật, và chính sự chân thật đó nó mang cho chúng ta một cái cốt cách của một người ở trong cái cuộc sống. Cũng trong những ý nghĩa cao đẹp đó, kính mời Hòa thượng Thích Quyền Việt có những cái sự cảm nhận gì? Cảm ơn cư sĩ điều hợp. Kính thưa quý ngài, kính thưa toàn thể chư đồng vị, chúng ta nói chân thành hay thành thật của vân vân, những cái điều tốt, cái việc làm tốt, nói tốt, suy nghĩ tốt của con người mà tôn giáo luôn luôn dạy cho chúng ta sống với những giá trị đó. Nhưng thật sự ra thì khi nói đến chân thành, đôi khi mình, ông bà mình nói là hiền là cha đứa dạy, hay là chân thành là cha đứa dạy, tức là mình sống chân thành nhưng người khác không chân thành. Nhưng thật sự đời sống bây giờ chúng ta bên ngoài khó biết được, cho nên nhưng mà trước hết cái giá trị tôn giáo luôn luôn từ ngàn xưa cho tới bây giờ, và tôi nghĩ rằng ngàn sau, tức là con người, cái điều tốt của con người, nói tốt, làm tốt và suy nghĩ tốt, gộp chung lại là cái sự chân thành, hay là sự thành thật, hay là sự chân thật, vân vân. Tất cả, nhưng mà thật sự ra không phải sống chân thành là đủ đâu. Tức là mình chân thành nhưng mà mình phải biết cách mình bảo vệ cái chân thành của mình, và đồng thời mình đừng có để người khác lợi dụng cái chân thành của mình mà làm khổ cho mình, thậm chí khổ cho người khác nữa. Do vậy, nói tóm lại, giá trị của cái hạnh kiểm con người sống chân thành là điều đó rất tốt, và tôn giáo khuyến khích mỗi chúng ta và tất cả chúng ta vậy. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết cái cách để tự bảo vệ mình, để mình sống chân thành mà không kẻ khác không lừa gạt mình, và đồng thời mình sống chân thành nhưng cái chân thành của mình có lợi ích đến cho tha nhân, thay vì mình trói tay mình lại để cuối cùng ra thì mình và những người cùng với mình có thể là bị liên lụy trong cái quá thành thật của mình, cho nên mình vướng lấy cái khổ, cái lừa gạt của kẻ khác. Nói tóm lại, chân thành là một giá trị, thưa quý ngài và quý vị. Dạ, cảm ơn Hòa thượng. Kính mời Linh mục. Cảm ơn cư sĩ. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị. Trong đời sống chúng ta luôn luôn có những sự mà thay đổi, luôn luôn gặp những sự mà xáo trộn trong đời sống,
và Thiên Chúa đã tạo chúng ta với cái tâm tình là tốt lành, cái tâm tình mà muốn gần của Chúa qua sự mà thao thức đó. Nhưng mà đứng trước cái sự mà thao thức gần của Chúa luôn luôn có sự mà cám dỗ của ma quỷ, làm cho cái nhìn mình quên cái ơn gọi của mình. Cho nên là dù ta muốn sống chân thành, muốn sống tốt lành với người chung quanh, nhưng mà những người chung quanh vẫn đưa ra những điều là chúng ta đặt lại cái vấn đề có là mình phải sống thế nào. Ta thật sự nhìn vào trong đời sống cái sự mà tốt lành của sự mà chân thành là mình phải dựa vào trong chính mình trước, dựa vào trong tư tưởng, lời nói và hành động. Từ trong tư tưởng nảy ra cái điều mà tốt lành, nảy ra điều mà thiện, hoặc là nảy ra điều mà muốn giúp cho người khác, và sống theo cái sự mà chân lý mà Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta sống tốt như xung quanh, để mà được gần gũi Chúa, gần gũi tha nhân. Và những điều mà không phải có sự suy nghĩ thông, nhưng mà cần phải được nói ra bằng cái lời nói của mình, qua cái sự mà mình bày tỏ sự mà yêu thương, nâng đỡ người chung quanh, mà không phải chỉ có qua lời nói trên môi miệng. Tại vì nhiều khi chúng ta có cái lưỡi mình có thể muốn nói gì thì nói, mà nếu mà chỉ có nói về cái sự mà cái theo ý thích riêng của mình thì sẽ bị đưa theo cái sự mà cám dỗ của ma quỷ, chỉ có dựa vào nâng mình lên mà thôi. Nên dựa vào trong cái lời nói đúng, lời nói yêu thương, nâng đỡ người chung quanh, không phải là chỉ có phô trương chính mình, nhưng mà nói ra cái sự thật, nói ra cái sự sống với những chung quanh. Và những điều đó là không phải chỉ qua lời nói mà còn mang tới cái sự mà hành động. Tại vì hành động nó phải liên kết chung với cái lời nói, cũng như cái tư tưởng trong đời sống của mình. Qua những hành động, người ta biết rằng là những điều mình nói nó có thích hợp với cái cách mình hành động, cái cách mình cư xử hay chăng. Tại vì nếu mình chỉ nói tốt cho người chung quanh mà mình hành động cách hãm hại họ thì đó không phải sự mà chân thành, nó sự mà cái lường gạt hoặc là lường dối với người chung quanh. Và những người chung quanh có thể là lúc đầu họ thấy bị lừa, nhưng mà rồi sau đó họ hiểu được cái cách sống, cái tư tưởng của ta. Nên ước gì mình được biết mình vào trong đời sống muốn cái sự mà bình an gần của Chúa, hay mở lòng học hỏi nơi Thiên Chúa để tìm cách suy nghĩ qua lời nói hành động để hoặc là trong tư tưởng để phù hợp với nhau trong tình yêu thương, trong sống trong sự thật mà Thiên Chúa đã kêu gọi. Dạ, cảm ơn đại mục, mời mục sư. Dạ, với tôi thì tôi suy nghĩ rằng cái thế giới này nó song song giữa cái chân thành, cái sự thật và cái sự giả dối. Bởi vì cái sự giả dối đó thì chúng ta đi sâu một chút, bởi vì chúng ta chỉ có nói chân thành không, thì sự thật ra thì trên thực tế đó, cái sự giả dối nhiều lắm. Nó cũng là một cái nghệ thuật nữa, giống như bây giờ quý vị xem phim thì đó cũng là giả dối, xem kịch thì cũng là giả dối. Tức là tất cả người ta tạo những cái tình huống bất ngờ, tạo những cái điều mà người ta gạt cái gọi là gạt cái cảm xúc mình, đẩy cảm xúc mình tới một cái độ rất là cao, họ tạo những cái giả. Thì ở trong cuộc sống này nó đầy dễ, nhưng mà tại sao mình thích cái đó? Giống như cái việc coi ảo thuật á, mình khen hay lắm. Tại sao vậy? Tại sao mình thích cái đó? Là bởi vì cái vấn đề mục đích của cái ảo thuật không phải là người ta gạt mình, mà người ta chỉ gạt cảm xúc thôi, chứ người ta không có gạt tiền, gạt bạc. Thì như vậy thì từ cái chỗ đó đó, ở trong cuộc sống đó chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống này đó là nó song song với nhau. Cái điều quan trọng nhất đó là cái mục đích của chúng ta làm. Chúng ta có một cái động lực gọi là ở trong triết học gọi là cái mô thể đó. Cái mô thể đó, cái động lực đó để mà làm cái việc đó. Thì đó là cái động lực gì? Thì đối với chúng tôi, những người theo Chúa đó, thì Chúa điều dạy là mình phải nghĩ đến cái quyền lợi của mọi người, đừng có chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình mà thôi. Thì chúng ta làm bất cứ cái việc gì cũng vậy. Thậm chí là trong cuộc sống, giả như bây giờ quý vị thấy nó có những cái chuyện mà dường như mình thấy gọi là tạo bất ngờ đó. Cái bất ngờ đó là một sự đánh lừa thôi, thấy không? Mình tưởng nó vậy mà nó không phải vậy. Làm cho mình hứng thú lên, làm cho mình cảm thấy thích. Nhưng mà cái điều đó mình là cảm thấy yêu quý cái điều đó. Còn có những điều mà người ta nói dường như thật, chẳng hạn như bây giờ người ta hỏi ta, tôi nói thật hết á, nhưng mà cái thật đó là có một cái sự giả dối trong đó, gạt ở trong đó. Có ông kia, ông đi tới ông thuê nhà người ta, và khi ông thuê nhà đó thì người ta biết ông là con đông lắm thường, cho nên ít có ai cho ông thuê lắm.
Và khi ông tới thì hôm đó ông tới một người mới, ông thuê nhà, thì người đó mới hỏi là ủa như vậy thì anh vợ con của anh ở đâu? Anh xin lỗi vì nó ở ngoài nghĩa địa hết rồi. Dạ. Thế thì ông chủ đó ông cứ nghĩ là chắc là tội nghiệp ông quá, giờ con ông nó qua đời rồi. À. Thế rồi bắt đầu cho ông này thuê xong, đồng ý ký đồng là hết rồi, thì cuối cùng ông dắt vợ con ông tới, thật là đông. Thì ông chủ nhà ông, ủa anh nói với tôi là vợ con anh ở ngoài nghĩa địa mà chết rồi mà, nó không tôi nói ngoài nghĩa địa chứ đâu có chết. Tại vì hôm đó tôi bảo rằng vợ con tôi ra nghĩa địa đi thăm ở ngoài đó. Tất cả ông bảo vợ con ông đi ra ngoài nghĩa địa chơi, và ông đấy ông nói, và ông nói rất là thật. Nhưng mà cái thật đó là giả dối. Như vậy thì ở những cái trường hợp như vậy thì quý vị thấy cái động lực của nó là cái quan trọng. Cái mục đích của mình á, mình thể hiện nó là quan trọng. Vì vậy cho nên đối với chúng tôi thì chúng tôi quan trọng cái vấn đề là cái động lực mà mình làm đó là cái gì. À, chứ không có phải chỉ là những cái gì mà mình biểu lộ bên ngoài, mình cho rằng cái đó là cái thật mà thôi. Trong khi có những cái thật đó rất là chết người. Chẳng hạn như bây giờ tôi kể cho một người nào đã nghe, tôi thấy ai đó làm chuyện gì đó và cái chuyện tôi thấy thật, nhưng mà cái chuyện đó nó sẽ làm tan nát cả gia đình của người ta. Thành ra từ cái chỗ đó thì đó là một vài cái mà tôi cũng thêm vào để mình có một cái suy nghĩ trong cái đề tài hôm nay. Dạ, cảm ơn mục sư. Kính thưa quý vị, ở trong qua sự trình bày của Hòa Thượng, mục sư và linh mục thì chúng ta thấy là cái sự ích lợi của sự chữ chân thành, thành thật trong cuộc sống. Vì trong cái thời buổi này, ở trong cái thế gian, người ta gọi là đã tại thế gian rồi là gian khổ, gian dối, rồi đủ mọi thứ gian truân. Vì vậy, khi mà chương trình hôm nay chúng tôi nói về sự thành thật hoặc chân thành đó, để mang một cái ý nghĩa để trong cái cuộc sống của chúng ta, mang chúng ta trở về cái đời sống mà thánh thiện. Rồi từ đó chúng ta thấy rằng cái ích lợi của sự chân thành đối đãi với nhau á, chúng ta sẽ thấy rằng ơn trên đó, Đức Phật, Đức Chúa và Đức Thầy sẽ gia hộ cho những người có cái tâm chân thành. Dầu trải qua những cái thăng trầm của cuộc sống, bị người này làm thế này, người kia làm thế khác, nhưng mà một cái người mà thật sự mà chân thành, thành thật đối đãi với nhau, dầu khó khăn cách mấy, đau khổ cách mấy cũng sẽ vượt qua. Lúc đó thì ơn trời sẽ cho những cái người có cái tâm lành, tâm thiện đó nhận được cái những luồng thanh điển đi vào mình, để từ đó có sự khôn ngoan, có sự sáng suốt để bảo vệ chính mình. Và ngoài cái sự tự mình bảo vệ chính mình, còn một cái quyền năng của ơn trên bảo vệ, thì đó là một cái ích lợi rất lớn cho cái người mà thật sự có tâm lành và tâm thiện. Cũng trong những sự ích lợi của sự thành thật, chăm thân thành thì cứ mời Hòa Thượng có những sự chia sẻ thêm ạ. Kính thưa quý ngài và quý vị, nó cũng lạ là cuộc đời, xin lỗi quý ngài và quý vị, là đầy dẫy cái sự gian dối. Đầy dẫy sự gian dối. Có những gian dối là mình vì mình không đạt được, mình sống chân thành nhưng mình không đạt được cái tốt. Không đạt được cái tốt, nhưng mà có những điều là cái giả dối đó ngược lại với cái chân thành đó, thì nó như là một cái nếp sống của con người. Và chính cái bi thương đó thì tôn giáo ra đời để nhắc nhở chúng ta phải chấn chỉnh lại lời nói, việc làm và suy nghĩ của mình, để cuộc sống nó có một ý nghĩa, thật sự nó có một ý nghĩa mà tốt cho mình, tốt cho người và tốt cả hai, hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người và hạnh phúc cả hai, và giảm thiểu những cái sự đau khổ. Cho nên tôn giáo luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta sống với những giá trị từ ngàn xưa. Và nếu mà nói theo cái định luật nhân và quả, phước và tội á, thì mình có thể gạt người khác, mình có thể gạt người khác, mình có thể đạt được cái kết quả do cái lường gạt, mưu mô xảo trá của mình, sống ngược với những giá trị tốt. Trong những giá trị đó như gì chân thành thì mình không chân thành, nhưng mà rồi cuối cùng ra thì cái nhân quả nó sẽ là trả giá cho cái sự sống thật hay không thật, chân thành hay không chân thành đó. Thì cái nhân quả đó nó là một động lực vô hình, và cái vô hình đó nó sẽ đền bù lại cái tốt cho cái điều làm tốt, và ngược lại cái điều xấu, cái quả xấu cho người làm xấu. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng. Kính mời linh mục nói về sự ích lợi. Dạ. Kính thưa quý vị, trong đời chúng ta biết là gặp biết bao nhiêu cái sự mà thử thách gian nan xảy ra,
Và cái điều mà ích lợi của sự mà chân thành là cái sự mà nối kết nhiều chung quanh, họ tin tưởng vào trong đời sống của mình, tin tưởng vào trong cái lời nói của cái hành động, nên tạo ra cái điều mà thuận lợi cho chính mình, và nhất là mang lại cái sự mà bình an. Tại vì mình sống theo cái sự mà sự thật, không bị mất bình an. Chúng tôi hiểu rằng là có một số người, thí dụ như là họ gian dối quen, họ nói láo quen chẳng hạn, hay là họ còn không cảm thấy cái sự mà áy náy ở trong lương tâm, tại vì họ quá quen thuộc rồi. Cũng như là ai chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng bị lừa. Ngay cả người ta quảng cáo đủ thứ trên Internet, trên TV, qua mọi cách, nhìn cái hàng quảng cáo có vẻ là tốt, nhưng mà khi mà mình mua mang về rồi thì nó không có cái giá trị giống như là mình tưởng ứng. Nó có cái có thể là nó còn thiếu những cái giá trị, hoặc là không có được tốt chứ mà chúng ta tưởng chúng ta có đã bị lừa. Nhưng mà cái điều quan trọng là trong đời sống ước gì, nhất là trong đời sống gia đình, nếu mà mình biết tôn trọng lẫn nhau, biết sống sự thật với nhau, biết sự mà quan tâm lẫn nhau, thì có sự mà hạnh phúc ở trong gia đình hơn, hơn là cứ lo lắng là người kia sẽ lừa mình, người kia sẽ dối mình, làm cho mất đi sự bình an, tạo ra sự mà nghi ngờ, và nhất là mang tới cái sự mà lụng cụng, rồi sau này là mỗi người đi một nơi, mang ra cái sự mà tan vỡ trong cuộc sống, và cũng tạo ra từ đó trở đi trong lòng chúng ta có một cái hằng ở trong lòng là mình thiếu cái sự mà tin tưởng người khác. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, con đã biết là lừa dối là cái tội, mà chân thành là cái ơn phúc mà Chúa ban chúng ta. Nên càng trau dồi nhiều vấn đề mà chân thành, cảm thấy gần gũi Chúa, càng thấy cảm thấy gần gũi như Chúa quanh hơn, và nhất là khám phá ra là chúng ta có những cái khả năng tiềm ẩn mà Thiên Chúa đã ban để vượt qua sự thử thách. Dạ, cảm ơn mời mục sư. Dạ. Thưa quý vị, trong cuộc sống này đó, nếu mà chúng ta suy nghĩ và cân nhắc thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người sống thật á, bao giờ nó cũng có lợi hơn, tốt hơn. Đó là mình nói một cách rất là chân thành. Có nghĩa là bởi vì nhiều khi mình thấy á, người ta thích chọn những cái cách giả dối lường gạt người khác, nhưng mà cái sự giả dối á, sự lường gạt á, thì nó không có giữ lâu dài được. Và cái người giả dối luôn luôn lo sợ, không biết là mình nói dối lần này thì lần sau mình nói có trúng lại lần đó không, tại vì mình nói không phải là sự thật. Cho nên từ chỗ đó đó, cái người giả dối đó không bao giờ có sự bình an. Và vì vậy đó cho nên Thiên Chúa Ngài là đấng chân thật, và Chúa cũng nói rằng chính lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi. Nó nghĩa là nếu mình sống ở trong sự thật đó, thì cái sự thật đó nó sẽ giúp cho mình cần cái gì đó thì mình cần. Mình không biết, mình nói mình biết, nó tốt hơn là mình nói thòng vòng. Bởi vì chính người ta biết được cái sự thật đó, đó thì người ta sẽ giúp đỡ mình. Và thậm chí những cái việc mình sai lầm, mình cũng nhận đó là cái sự thật đó, thì người ta sẽ nể trọng mình hơn là mình quanh co, nghĩa là chối cãi. Cho nên bao giờ cũng vậy, cái người sống thật là cái người can đảm, là người có tin, quý vị. Và khiến cho nếu mình có một cái mối quan hệ với ai đó, hoặc là mới một cái tập thể nào đó, thì bao giờ cái người liên hệ với mình họ cũng rất là tin tưởng mình, bởi vì mình chân thật. Còn nếu mình giả dối đó thì người sẽ phá vỡ cái lòng tin, và lần sau mình cố gắng mình nói thật chưa chắc người ta tin mình. Vì vậy đó cho nên sống chân thật bao giờ cũng là tốt hơn, và nó cũng giúp cho mình để mà mình tiến bộ nữa. Bởi vì nếu mà mình không chân thật thì mình không biết mình ở cái mức độ nào, và từ chỗ đó bản thân mình cũng không biết mình, và những người xung quanh cũng không biết mình như thế nào để người ta có thể giúp đỡ mình một cách rất là thực tiễn. Cho nên từ cái chỗ đó, mình cảm thấy rằng khi mà mình sống ở trong cuộc sống này đó, đối với Thiên Chúa đó thì cái sự chân thành vô cùng quan trọng. Bởi vì Ngài, Kinh Thánh nói rằng Ngài là thần và Ngài là thần lẽ thật. Cho nên phải chân thành với Ngài. Thậm chí khi mình sai lầm, khi mình tội lỗi thì mình cứ nhận mình sai lầm, chứ đừng có bao giờ mà mình giả hình, đừng mình chỉ bề ngoài thể hiện giống như là một cái gì đó rất là tốt đẹp, nhưng mà thực tế là bên trong nó không phải như vậy. Dạ, cảm ơn mục sư. Kính thưa quý vị, trong cái sinh hoạt của xã hội chúng ta có kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, y tế, học đường. Một cái cơ quan truyền thông mà nói lên lời thật, xác thật, thì chúng ta sẽ tạo được cái niềm tin của quý thính giả.
Chúng ta thấy trong cái thời gian bầu cử kỳ trước đó, có những cái cơ quan truyền thông thì nó tạo ra sự mất lòng tin, tại vì không có nói thật. Rồi một người bạn mà không có thật với một như đối với một group bạn, thì cái người bạn đó thì cũng sẽ bị cô lập. Ở Houston chúng tôi thấy có hai cái tiệm cùng bán cái đồ giống như nhau, nhưng mà một cái tiệm thì bán rất là thật, lợi đó mình mua thì nói thật, rồi giá cả cũng thật, còn một tiệm kia thì lại là có khi vô mua giá này rồi cái người bán được mua giá khác, thì rốt lại là cái tiệm mà nói thật kia là đạt được cái số thu khách vô nườm nượp rất là cao. Rồi chưa kể trong gia đình, nếu mà chúng ta vợ chồng với nhau, người thân với nhau, con cái, mà trong gia đình có một người rất là thật, thì thật sự chúng ta mọi người đều thương yêu người đó. Ở đây chúng tôi muốn nói tới cái người mà chân thật đó, là cái người này đi trở về cái nhìn của trong giáo lý nhà Phật đó, đi trở về với cái thật tự tánh đó, rất là khôn. Cái người mà thành thật, không phải người ta cũng giống như nhiều người nói người chữ hiền đó. Thưa quý vị, cái chữ hiền mà trong cái nhìn của tôn giáo, hiền trí chứ không phải là hiền ngu. Thì cái sự chân thật ở đây chúng tôi muốn nói tới là cái người rất là khôn ngoan, có cái sự bình tĩnh, rồi điềm đạm và tự tin để cho chúng ta chân thật ở trong cuộc sống. Rồi một người y sĩ mà chân thành với lại bệnh nhân thì cũng đạt được số đông, và cộng thêm những cái dịch vụ khác mà chúng ta thấy, mà nơi ở nơi đó mà chúng ta thấy và chúng ta tới rồi người ta phục vụ mà một cách chân thành về giá cả, rồi phục vụ làm công tác mà việc mà sửa cái này sửa cái kia mà không có thêm bớt, thì cái nơi đó đạt được cái kết quả người ta ai cũng đồn. Mà thưa quý vị, ở đây đó, cái mình quảng cáo trên đài hoặc là quảng cáo chỗ này chỗ kia đó cũng một chuyện rất là tốt, nhưng mà quảng cáo qua người với người đó, tại vì người ta tin tưởng thì sẽ cho cái kết quả của mình tốt hơn. Xin quý vị vẫn giữ trên màn hình, chương trình sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.